ra đến đây thì anh ngủ rồi. Chắc có lẽ là những ngày qua mà anh được uống thuốc á, nên anh bây giờ cũng ăn cơm xong rồi anh cũng đang ngủ rồi. Nằm bật động lên các bạn. Ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ giữ hiền, hiền giữ phải đâu là tính sẵn mà phần nhiều là do giáo dục mà nên. Ôi trời ơi, đói bụng rồi hả? Trời ơi, thấy ham không? Má đi làm về không nhất ha? Biết đi làm vừa về. Mua nhiêu tiền thịt không nhất? Này hả, cha ông nói ông mua 25 ngàn như thế này. Nạt thì ông ăn đó. Rồi anh Tú ăn cơm đây anh Tú. Xong về nhà vợ ăn cơm đi, ăn cơm của anh Tám rồi trời. Không, tao anh đảnh bỏ hết cho bà ăn ăn đi, còn tôi không ăn luôn. Nàng uống mình lên trên đó chị. Ăn với mình cho mẹ, cơm của má mình cho nó ngon. Cơm của má mình là ngon hả? Ngồi ăn, ngồi với cặp. Cuộc sống như anh Tú an nhàn quá ta. Sáng uống cà phê, đói bụng về nhà có cơm ăn. Cơm với thịt. Ngon không? Anh Tám nấu ngon à? Ngon. Ăn cơm không? Lỗ quá rồi. Không. Anh ăn đi. Đâu. Rồi rồi em cảm ơn anh. Ăn đi. Chúc anh Tú ăn ngon. Rồi. Thịt đó thịt gì anh Tú? Thịt heo. Thịt heo hả? Ờ. Thôi anh ăn đi ha. Rồi. Ông cụ ơi. Cái cô ở Hà Nội á hỏi ông cụ là nhận cháo ăn ngon không? Ngon. Ngon hả? Dạ, anh một đồng cầm máy giùm em đi anh lấy cái. Bữa nào cũng ăn rồi trưa ơi, làm trưa làm bệnh. Dạ. Rồi bữa sáng hôm nay thì ông cụ có đi ăn ăn củ tiếu không? Củ tiếu rồi về. Dạ. Về rồi một hồi vậy viết đi mặn thấy vậy quốc cháo. À, anh Út nhất đi mặn thì ông cụ nhà ăn cháo. À, cháo. Cháo bịch hả ông cụ? Cháo bịch hả? Dạ. Thường thường buổi sáng mấy giờ ông cụ đi ăn củ tiếu? Sáng 6 giờ 10 phút rồi. Dạ, 6 giờ chạy xe đạp đi. Đây. Thật ra là rất là hiếm có những ông cụ mà 90 tuổi cầm chiếc xe đạp chạy đi ăn sáng. Dạ, đi ăn rồi cái chơi với bạn uống nước trà hồi. Dạ. Rồi mới đi về. Đây là cái phần cháo mà được một cô giấu tên ở Hà Nội hôm trước tôi gửi cho ông cụ 2 triệu. Gửi để mà ủng hộ cái phần đám được tang cho mẹ đó. Thì cô đó có xin số điện thoại Bùi Hồ, cô đó cũng là quen với con. Thì có nhờ một người người con hay người cháu chở vô đây. Biết con. Chở từ Sài Gòn vô đây. Ba thùng như thế này hỏi ông cụ á, hôm qua nhắn tin với con á. Dạ. Là họ Bùi Hồ có qua nhà ông cụ hỏi ông cụ có ăn cháo này ngon không? À ngon. Thì ông cụ thấy ngon không? Ăn hết bà còn này để ăn thẳng ăn ra hoài. Dạ, không ngon thì cô đổi một cái loại khác. À vậy con cũng ngon. Ngon ha. Vậy cũng được. Dạ, vậy là ngon rồi. Ba thùng này là ăn khỏe luôn rồi. Con nói chuyện cái ông này là cái người Bắc thì nói chuyện hơi khác vùng miền. Cái giọng nói này chở người con chở qua đây nè. Khác vùng miền thì cái tiếng nói khác tí xíu. Có nói chuyện như cổ mà nói có tiếng ông cụ nghe không được nghe rõ. Rồi có nghệ giúp cho bác được khỏe có nhiều đó nghe. Rồi cũng cảm ơn con nhiều phải giúp đỡ cháu cho tôi ăn được bồi dưỡng rồi tôi cũng cảm ơn. Vậy là ăn cháo này ngon ha ông cụ? Dạ. Bữa nào trưa? Dạ. Có khi ăn lại cho khi 1-2 giờ cái hơi đó cái nấu nồi nước đổ vô ăn. Dạ, ông cụ tự nấu nước sôi rồi mình tự làm luôn ha. Làm như, luôn. Dạ, như vậy thì cũng tiện cho Út Nhất mỗi khi mà đi làm về nấu cơm chưa kịp. Thì ông cụ ăn cháo. Không, cháo này tôi biết rồi, ăn thì xé ra thì mấy tổng nó có 4 gói nền.
Dạ. Ba gói nơi máy còn một gói mà dầu á là bốn, bốn lên đủ rồi ăn ngon. Chế nước nóng vô nấu rồi nước sôi cái chế vô quậy sạch sạch ăn. Ông Nhất nấu một nấu cho em miếng nước sôi, em đổ cháo vô anh Cường cho anh ăn không, thử cho anh ăn không, không biết nó ăn không. Ờ đó, bị mới đem ăn nãy bình lên no cái đồ ăn gì nổi vậy, con ra thăm ổng anh ha. Ông cụ ăn cháo đó hết đi, cô gửi vô nữa ha. Bây giờ thì Bùi Hồ cũng sẽ đến tiếp cận để mà gặp gỡ coi cái tình hình chuyển biến của anh Cường như thế nào. Sau những ngày qua, cô bác quý anh chị thì sau khi mà đoạn clip của Bùi Hồ và anh Một Đồng đăng lên á, thì rất là nhiều cô bác quý anh chị yêu cầu là hai anh em hãy thường xuyên tiếp xúc trao đổi với anh Cường. Biết đâu rằng khi được nhiều người nói chuyện với anh Cường á thì cuộc sống của anh nó sẽ đổi khác. Vì ngày xưa vợ anh đi á thì anh bị một cái bị cú sốc về tâm lý á, nên thành nữ anh trầm cảm, từ đó ra là dây thần kinh của anh á nó bị yếu nữa, thành thử là anh bị đến cái tình trạng bây giờ luôn. Bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng với lại Bùi Hồ và anh Một Đồng thì vô thăm anh ha, mua cho anh một cái chai xì tin và có một cái điếu thuốc nữa, nhưng mà mình không có cho khuyến cáo anh là hút thuốc nhiều, mình kêu anh hút ít thôi và còn bao nhiêu thì bỏ đi, chứ trạng thái thần kinh mà nó không có ổn định á, hút thuốc nhiều nó cũng gây khá là nguy hiểm cô bác quý anh chị. Mình chỉ muốn biết là ảnh ăn uống như thế nào và gặp gỡ những người khác để cho anh dần quen với cuộc sống, để có thể mà không hòa nhập được với cộng đồng á, thì ít ra anh sẽ không còn chửi nữa, không còn la nữa, và anh có thể trao đổi một cách thường xuyên hơn. Mời cô bác quý anh chị cùng qua đây ha, mưa rồi nên đội nón lá thôi. Giờ đến đây thì anh ngủ rồi, chắc có lẽ là những ngày qua mà anh được uống thuốc á nên anh bây giờ cũng ăn cơm xong rồi anh cũng đang ngủ rồi. Nằm bật đầu này các bạn, chắc có lẽ là anh uống thuốc á, thì uống thuốc an thần à, nên anh rất là dễ ngủ là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai á là buổi tối anh thức á, ban ngày anh cũng khá là mệt mỏi, thời điểm này là cũng trưa rồi hả, nên thành thử là anh phải ngủ trưa, mà được như thế này cũng mừng cho anh á ha. Hiện nay thì trời cũng đang mưa và mấy anh em cũng muốn ra đây để thăm lại anh Cường, và cái sự tiếp cận của mấy anh em sẽ giúp cho anh Cường càng ngày cũng không còn xa lắm mọi người hơn. Hãy chụp lịch gớt cái nón lá luôn, bây giờ mình để cho nước đây ha. Quên quét sạch kia sạch không, móng tay đánh ra rất là dài luôn. Ông ấy là coi chừng chạy như anh Đồng, nguy hiểm lắm, ảnh bây giờ trạng thái làm cho anh ngủ rồi, móng tay anh nhúc nhích kìa. Quét sạch quá. Ta có câu là ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ giữ hiền, hiền giữ phải đâu là tính sẵn mà phần nhiều là do giáo dục mà nên, đúng không? Mặc dù anh Cường rất là hung dữ, nhưng mà khi mà anh ngủ thì mình cảm thấy anh rất là hiền, đúng không? Đúng rồi. Số phận mọi người mọi khác, biết đâu kiếp này ảnh trải nghiệm do kiếp trước của ảnh, nhưng mà đối với như ảnh như vậy thì tụi anh em mình rất là thương, muốn chia sẻ làm sao cho anh có một cái cuộc sống nó tốt hơn thôi. Nhưng thôi bây giờ anh ngủ thì các anh em mình cũng không dám chia sẻ nhiều. Anh em mình vô để khi nào á gặp anh sẽ tâm sự nhiều hơn ha. Chỗ anh ngủ là quay cho cô bác anh chị ha, sạch sẽ lắm, không có hôi thối luôn nha cô bác anh chị. Còn sắt ở đây nè, bảo đảm với cô bác anh chị coi những con sắt hàng rất là tỉ mỉ luôn, đúng không anh Đồng? Hình như là có đem cho anh nghe kìa, cái quần để thay. Mai mốt đem cho anh cái áo nữa. Đem cái áo để cho anh thay nè. Anh có mặc hai cái áo nha mọi người. Đúng rồi, hai cái áo. Nói vậy chứ cũng sợ, bây giờ lúc anh tỉnh anh gặp cái máy là anh chọi đồ rồi, có cái ghế nè, có cái chai nước nè. Nó không có dám đợi cái vật dụng nào mà gọi là bằng sắt hoặc là bén nhọn gần cái chỗ ảnh hết trơn á. Thôi đi, bây giờ. Ngủ thấy dễ thương lắm. Nói xong cũng như là
thuốc nó làm gì uống nó ấy đó, an thần, thuốc an thần nó uống thấy cũng như là cũng như cũng nói là tính nữa nói với anh Nghiêu nữa biết cũng nói với anh Nghiêu nó cũng như là nếu mà uống cái kiểu này được đó hen thì ông biết cũng lấy cái to rồi ông biết cũng người đi mua thuốc cho em mình nó uống cậy mình cho nó chăm sóc ở nhà đi. Như mình thấy ở dưới nó cũng cũng người ta cũng cho uống thuốc này nữa à. Mà ở nhà thì nó ngay như cơm nước mình cho nó ăn uống hiện kia đó. Để em hỏi lại ý kiến của anh Lê Quang Nhiêu coi như thế nào ha. Đúng rồi, chứ ông thấy cũng như là cái thuốc này là uống như là chị bà đưa đó, uống thấy cũng như là theo dõi từng tuần nay rồi. Thấy nó cũng như ban đêm nó không có quần. Nó có không có chữ nữa mà ông biết cũng kêu em theo dõi cũng như theo dõi nó hoài. Coi nó có còn quậy đi không. Mà hỏi nó hồi sáng nó như mấy đêm nay nó không có còn quậy nó không có chữ nữa. Để mình để cái thuốc của chị thì chứ còn để cái to lại nó kìa. Thật ra thì em thấy mọi người đang lo lắng cho anh Cường là muốn cho anh trở về một cái con người bình thường như lúc ban đầu đó. Cho nên anh mới nhờ đưa đi điều trị vậy đó anh. Mà ông biết thấy cũng như thấy uống thuốc này thấy như nó đạt đó. Chính như cho nó ở nhà này kia mình cho nó uống vậy đó luôn. Coi cái thức làm sao. Còn hai nhóm bầy thì để coi như hết thuốc này là làm sao là mình biết. Nhưng mà thấy ban ngày ngủ bây giờ thấy có tiến triển tốt đó. Chứ lúc trước giờ đâu có thấy anh ngủ đâu. Không ngủ kêu không thức luôn á. Không có thức. Là cũng như nó thấm thuốc nó gần. Uống thuốc mấy bữa gài cứ thấy nó cũng như nó ngủ. Rồi Đạt nó nói cũng như để nó đem cái nhăn mũi ra qua đó chiều cực như 6 giờ vô mình đốt hai đầu như sợ ban đêm nó ngủ đó còn hả không được thì chắc biết làm cái mùng đó và hai con đường đó đó. Rồi thôi để cho anh từ từ đi theo mình theo dõi rồi đó em sẽ thông tin với lại anh Lê Quang Nhiêu về cái vấn đề như thế này ha. Tại anh cũng đang gỡ 15 triệu để mà đưa đi bệnh viện á. Kêu anh đừng là kêu anh giữ lại cho anh đi. Cũng như là uống ra ấy thuốc cho nó uống mỗi ngày vậy. Rồi cảm ơn ông Nhất ha. Ăn cơm đi ông Nhất. Dạ cảm ơn anh. Anh Cường anh ngủ anh Tú ơi. Anh Cường anh ngủ rồi. Gỡ cái nịch ra đi anh. Anh Cường anh ngủ rồi. Đừng có gỡ cho anh Cường hai lon bia. Gì bia hoài. Không có chuyện em có gửi rồi. Không có như là em cho tiền ăn bánh mà. Nhưng mà có cái như mình nói vậy đó. Có gửi rồi. Sao anh không đem ra? Có đem hồi qua rồi. Bữa nay đem nữa đi. Có gửi rồi. Gửi nói sao? Gửi với anh Tám nói chừng nào anh có mua bánh thì đem ra cho anh Cường nha. Nhiều đưa nhiều? 24 ngàn. Lon 12 ngàn hả? Tính cũng sát dáng ha. Tính cũng kỹ. Tính sát cháy. Sao không đưa 50 ngàn thí đi? Đưa cho anh con kia mất mình đưa qua giờ mình cho gửi đến anh Tám rồi. Hai lon bia là 24 ngàn. Dạ. Nhắn nhủ gì với anh Cường? Thì cũng như để gửi đồ ăn vô cho anh Cường ăn. Bây giờ anh Cường nè nói với anh Cường nữa ai? Nói gửi cho anh Tám đem đồ ăn vô cho anh Cường ăn. Anh Cường đừng quậy nữa. Anh Cường đừng có quậy nữa. Chứ quậy nữa là tội nghiệp em. Quậy nữa là tội nghiệp em. Mà tội nghiệp anh không? Dạ. Sao? Em đi kinh hoài em đâu có dám. Nhắn nhủ một câu thân thiện đi rồi em sẽ đem cái này ra cho anh Cường để anh Cường nghe lời em của mình nhắn nhủ như thế nào. Nhắn một câu cho nó ngọt cái anh Cường hả? Thì nói xin anh đem bánh vô cho anh Cường ăn. Anh Cường ăn đi. Anh ăn cơm thấy ngon quá anh Tuấn. Yeah. Ăn hết không? Nó có hai tô. Hai tô luôn hả? Yeah. Ông trời. Em đi mới 5 phút mà quất á. Em vô cho anh Cường ăn, cũng tội nghiệp anh Cường. Đi mới 5 phút mà ăn hai tô cơm luôn. Dạ. Ăn cơm hình như ở đây ngon hơn cơm với vợ. Dạ. Đúng không? Dạ, tại anh bỏ mẹ. Hả? Chuyện bỏ mình ăn với mình mẹ cho nó ngon. Dạ hả? Dạ. Tên trển cũng không dám ăn hả? Tại anh bị lạ chỗ rồi đâu dám ăn. Mình ăn với xứ sở mình ăn cho ngon. Vừa qua thì em thấy anh Tú được cái gì mới nè ta mà anh Tú không giới thiệu đãi anh em ăn uống gì trên ta được cái gì ta? Đãi là cũng như ở trên chắc rồi xong việc nhà này chắc nắng lên chắc ông có đãi bia. Cái chiếc xe đó của ai? Này lên là chắc mấy có đãi. Ai lên? Anh Út Tuấn lên tỉnh là ông mới có đãi. Không có tiền đâu đãi. Đãi ông có đứng ra để mà đãi cho anh.
Chiếc xe đó của ai vậy anh Tú? Qua chiếc xe đây. Anh Tú qua xe. Qua đây giới thiệu cái xe này của ai vậy? Thôi à. Rồi ngồi xuống đây. Ồ chiếc xe đẹp ha. Đẹp, xe đẹp quá. Chiếc xe này ai mua cho anh? Dạ anh Út. Anh Út Đồng Tháp hả? Út đó. Nhiêu tiền? 4 triệu. Sao anh chọn xe màu xanh vậy? Thì chọn thấy chứ cũng không biết, vô lấy thấy ra chứ không biết. Sao không biết được? Kiểu như anh Út không mua đâu có. Sao anh không mua con ngựa sắt mà mua xe này thấy nó nhỏ quá. Ngựa sắt hả? Bị xe này bà nói anh Út là lên thì vậy được rồi chứ nó bự nữa thì sợ bà chạy, sợ bà sợ té này nọ, bà mua xe này nè. Ừ. Nhưng mà anh thấy chiếc xe này anh thích không? Dạ hết. Biết chạy không? Dạ biết. Yeah. Dạ. Chạy đi đâu? Chạy đi vô hâm mồ má em. Chiếc xe đẹp quá anh Tú. Dạ. Anh bây giờ là anh như coi như là giàu sang nhất cái cồn này luôn rồi. Anh bây giờ có xe đạp điện, uống cà phê, ăn sáng rồi thấy khỏe quá. Dạ. Hình như là làm gì con người mình đầu óc nó cũng thoải mái đúng không? Dạ. Chứ như tụi em giờ thấy con người đầu óc hình như là nó hơi bị chậm tiêu hơn. Bị căng thẳng nữa. Đúng không? Dạ. Làm sao để mà thoải mái như anh được? Thì cũng như mình đi lễ hoài, đi lễ thường xuyên vậy đó. Ừ. Chú Hòa mới độ cho mình mặn mới vô mánh thiền được. Em thấy anh không có làm gì á. Làm hả? Tuy rằng tôi không làm mà điều tôi có xuyên tôi đi lễ. Ừ. Được anh em bạn bè cho tiền. Dạ. Dạ. Chiếc xe này anh biết khóa là không anh Tú? Dạ để cho anh Tám. Em... Anh khóa là thử rồi được không? Không, để cho anh Tám khóa. Không, anh khóa là rồi. Ủa sao nó không xuống rồi ta? Kéo xuống anh. Để cho anh làm. Kỳ vậy? Nó bị cái đó là bị gì? Khó rồi nữa. Đâu buông ra. Khóa để chìa khóa đó chắc mắc luôn, mất luôn chiếc xe quá. Rồi đút chìa khóa vô gỡ ra. Chút nữa nó đi mua cái gì nè. Gỡ ra. Gỡ ra chìa khóa ra. Bây giờ là đút đầu nó không có dây, nó con khúc gì mà. Ừ, hồi sáng nó lên kho. Trời, anh hay. Dùng cái chìa khóa mà khởi động chiếc xe ra giùm em cái ơi. Mở chiếc xe lên cho chạy coi. Mở xe lên cho chạy coi. Đâu? Đâu chạy đâu? Đâu chạy đâu? Đâu sao dặn loại cùi như vậy? Tắt khóa rồi. Sao không gắn vô? Chìa khóa đâu? Anh cũng biết rồi, anh cũng biết á. Đút từ từ anh. Rồi chạy đâu? À này giống như xe tay ga vậy ha. Rồi lên chạy sung sướng trong người không? Rồi sung sướng. Cảm giác làm sao? Chạy rất là nhẹ. Chiếc này với đi bộ nào ngon hơn? Cái này đi xe nó im hơn. Vì sao anh nói đi bộ nó im mà bây giờ nó đi xe nó im? Vì có xe mình thay đổi rồi. Thay đổi mà không biết người ta. Hồi đó không có xe thì đi bộ nó im hơn hả? Rồi giờ có xe thay đổi rồi. Là đi xe nó im hơn? Rồi đi xe cho người đời nó thích thú mình chút. Rồi thôi được rồi, tắt đi để hết pin. Anh biết sạc pin không? Cũng được ha. Cất cẩn thận có dừng mất nha. Rồi chào anh. Em với anh Một Đồng chào ha, xin phép đi về đi hóng gió em mới được. Dạ. Chứ bây giờ đầu óc bây giờ cũng căng thẳng quá rồi. Ha. Chỗ nào hóng gió im chỉ em với anh Đồng á. Chỗ nào hóng gió im ra cầu mới gan như buổi mà mình với anh Tám đó. Là không cho đó hả? Đi ra cầu. Thôi giữ gìn sức khỏe nha, mai mốt tụi em ghé thăm anh. Rồi chúc cái đi. Cảm ơn anh Một Đồng.
Xin cảm ơn mấy cô mấy dì ở nước ngoài. Tại sao? Xin cảm ơn. Chúc đi, chúc mấy cô đi. Chúc mấy cô mấy dì ở nước ngoài được mạnh khỏe. Làm ăn như thế nào? Làm ăn cho túng mánh. Túng mánh gì để làm gì? Để tiền để mà người ta cũng như để tiền mà người ta để dành vậy đó. Ừ. Rồi vậy em cảm ơn anh Tú nha. Dạ. Rồi chúc anh thì cũng luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Và cố gắng sẽ tiếp tục với cái nghề của mình đó. Dạ. Là đi làm gì? Đi làm gì vô trong đồng ta? Bắt ốc. À, bắt ốc. À, còn nhớ được cái nghề của mình là đó là dạ. Tốt rồi. Dạ. À, nhớ phải đi làm hoài mỗi ngày để phụ tiếp với vợ nha không? Dạ. Để mà kiếm tiền lo cho con. Dạ.